thời tiết bất lợi nên năng suất lúa vụ đông xuân ở Quảng Ngãi ước chỉ đạt 59,4 tạ ha, thấp hơn so với kế hoạch 1,4 tạ ha. Ngành du lịch Quảng Ngãi đang bắt nhịp và tăng tốc phát triển cùng với các địa phương trong khu vực. Quý 1 đón hơn 101.000 lượt du khách, doanh thu về du lịch ước đạt 80 tỷ đồng. Lan tỏa văn hóa đọc từ thư viện cộng đồng với mong muốn là điểm đến của những người yêu sách. Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, Hội đồng nghiệm thu dự án nghiên cứu đánh giá tác động của hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Trà Khúc đã thống nhất thông qua dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đánh giá, kết quả nghiên cứu của dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, đảm bảo tốt nhất cho phát triển kinh tế và dân sinh của tỉnh. Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, trên lưu vực sông Trà Khúc hiện có hai hồ chứa có dung tích lớn là hồ chứa thủy điện Đắc Rinh và hồ chứa nước trong. Qua khảo sát nghiên cứu các hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du đáng kể khi điều tiết hạ mực nước trước lũ từ 24 giờ đến 48 giờ. Hệ thống đập dân Trà Khúc cũng làm tăng ngập phía thượng nguồn, bên cạnh đó cũng giảm cục bộ ở một số vùng. Vào mùa kiệt, các hồ chứa phía thượng nguồn cũng góp phần cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu giảm mặn cho vùng hạ du. Hồ thủy điện Thượng Con Tum phát điện vào mùa kiệt sẽ góp phần tăng nguồn nước dồi dào, kết hợp đập dân Trà Khúc sẽ làm giảm mặn ở vùng hạ du. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, mục tiêu của dự án là đánh giá lại cân bằng nước của lưu vực sông Trà Khúc khi các hồ chứa vận hành và ảnh hưởng trong quá trình vận hành đến vùng hạ lưu như lũ, ngập lụt, xâm nhập mặn. Từ đó xây dựng các giải pháp vận hành hợp lý cho lưu vực, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét chỉnh sửa, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên sông Trà Khúc phù hợp với thực tế, đảm bảo khả năng phát điện và giảm thiệt hại do lũ gây ra phía hạ lưu. Dán này cho một bài toán tổng hợp từ thủy văn, vận hành hồ chứa, cân bằng nước cho đến thủy lực mùa lũ, mùa kiệt và xâm nhập mặn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao đơn vị làm việc công phu khoa học bài bản đã đưa ra được kết quả quan trọng, đánh giá được tác động của các công trình thủy điện trên sông Trà Khúc đến lũ, ngập mặn và cân bằng nước. Riêng phần xói lở chi thể đánh giá được vì chưa đủ số liệu đo đạc. Nghiên cứu đã xây dựng được các mô hình thủy văn, mô hình thủy lực, mô hình vận hành hồ chứa, làm bộ công cụ cho việc quản lý và khai thác tài nguyên nước. Những số liệu nghiên cứu khoa học trong dự án sẽ là luận cứ khoa học để quản lý các dự án thủy điện tốt hơn, phát huy hiệu quả các dự án thủy điện để đảm bảo nguồn nước cho vùng hạ du. Đây cũng là cơ sở để các ngành của tỉnh kiến nghị với Trung ương điều chỉnh xây dựng phương án phòng chống lụt bão và vận hành hồ chứa phù hợp với địa phương. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần bổ sung cập nhật số liệu các công trình mới nhất để có kết quả nghiên cứu chính xác, sát với thực tiễn. Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi xác định giá trị sản xuất đến năm 2025 tăng bình quân 8-9% một năm. Đến năm 2025, tỷ trọng lâm nông ngư nghiệp chiếm 33-34%, công nghiệp xây dựng chiếm 42-43% và dịch vụ 24-25%. Độ che phủ rừng đạt 63% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt 67%. Đến năm 2025 có 30% trường mầm non, 45% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở, 77% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, các huyện sẽ tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời tiết bất lợi với mưa lớn lúc đầu vụ, lúc trổ gặp lạnh và khi sắp thu hoạch thì gặp mưa và gió lớn, nên năng suất lúa vụ đông xuân ở Quảng Ngãi ước chỉ đạt 59,4 tạ một hecta, thấp hơn so với kế hoạch 1,4 tạ một hecta. Cánh đồng Cam Tỉnh, thôn 2 xã Đức Tân trong mùa gặt mới. Lúa chín mà sắc không vàng tươi và bông lúa cũng ngắn. Điều này cho thấy năng suất lúa đông xuân vụ này không bằng các năm trước. Nên bấy năm bông lúa là nó là tới 25 cm, nhưng mà hôm bữa na là nó có 18 cm thôi. Như vậy là nó mất coi như là trăng cái tỷ lệ mà cái chiều giờ của bông đó nó mất, và đồng thời thời tiết thì bị lem liếp hợp nữa. Còn ở xứ Đồng Thượng, thị trấn Bồ Đức, lúa ngã đổ vì mưa và gió lớn hồi đầu tháng 4 nên năng suất cũng giảm nhiều.
thiên tơ vừa rào ngõ đổ là nó mắc. Mùa nam á, của cháu là cũng hơi sầu rưỡi, đó là cỡ 30 bô. Năm na thì nó cỡ 22 bô. Năng suất lúa giảm so với kế hoạch và so với vụ đông xuân trước, rải đều ở các địa phương trong tỉnh. Cả những địa phương như Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, từng nhiều năm liền làm tốt việc thăm canh, năng suất lúa luôn đạt cao. Từ đến thời điểm này là toàn huyện là năng suất đạt là 67,1 tạ trên hecta, thấp hơn so cùng kỳ năm ngoái là 1 tạ trên hecta. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù đã có nhiều thay đổi linh hoạt về cơ cấu lịch thời vụ, giống, nhưng sự bất lợi của thời tiết đã làm giảm năng suất trong vụ đông xuân. Đến giờ phút này thì nông dân của Quảng Hải đã thu hoạch được là 27.300 hecta, chiếm 2/3 diện tích của toàn tỉnh. Và cái năng suất và của vụ này bước đầu đánh giá đạt được là 59,4 tạ, so với kế hoạch đề ra thì giảm là 1,4 tạ trên hecta. Vụ đông xuân mất mùa lúa, trong khi đó giá phân bón tăng là điều bất lợi cho bà con nông dân. Do vậy, việc xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống và giữ lường những bất lợi của thời tiết cần được ngành nông nghiệp và các địa phương quan tâm hơn để giúp nông dân có được những mùa vàng. Năm nay, Quảng Ngãi phấn đấu có 2.000 sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng vùng miền của địa phương giao dịch trên sàn thương mại điện tử mỗi tháng. Các sản phẩm đặc chuẩn ô cốp và lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sẽ được đưa lên sàn giao dịch điện tử pomat.vn, agribomat.vn. Thu thập thông tin của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và 200 hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh để chọn mỗi hộ từ 1 đến 2 sản phẩm đặc trưng đưa lên sàn thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu vùng trồng, đồng thời tăng cường quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch điện tử pomat.vn, agribomat.vn. Ngành du lịch Quảng Ngãi đang bắt nhịp và tăng tốc phát triển cùng với các địa phương trong khu vực với nhiều triển vọng và sản phẩm du lịch hấp dẫn. Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Quảng Ngãi tận dụng tốt cơ hội kỳ nghỉ lễ và các dịp cuối tuần để phục hồi mạnh mẽ. Tại các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn đều tấp nập du khách. Thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong quý 1 năm 2022, Quảng Ngãi đón hơn 101.000 lượt du khách, doanh thu về du lịch ước đạt 80 tỷ đồng. Với quyết tâm phục hồi mạnh mẽ ấn tượng, ngành du lịch tỉnh đang tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động sự kiện kích cầu du lịch. Ngành du lịch Quảng Ngãi quyết tâm phát triển mạnh mẽ thời kỳ hậu Covid-19, nhất là trong các dịp lễ lớn và các sự kiện năm 2022. Hướng tới ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi đã khai trương một thư viện cộng đồng vào sáng nay. Thư viện đặt ở điểm sinh hoạt văn hóa tổ dân phố 1, phường Chánh Lộ, với mong muốn là điểm đến của những người yêu sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến tham dự lễ khai trương thư viện cộng đồng của phường Chánh Lộ. Trên tay mỗi người là những cuốn sách mới hoặc cũ mang đến tặng cho thư viện. Mong muốn cùng chung tay làm giàu thêm đầu sách cho thư viện cộng đồng của phường. Hôm nay là cô về cô lục có cái sách mà cần thiết để phục vụ cho thư viện. Cô đem lên để cô nạp cho thư viện và để nhiều người cùng tham gia đọc sách. Với cái việc mà đóng góp những cuốn sách vào cho thư viện thì với mong muốn là đóng góp được những cái cung cấp thêm những cái kiến thức đến cho những bạn đọc khi mà đến thư viện để đọc. Và qua đó thì cũng muốn là góp phần phát huy cái truyền thống đọc sách trong các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay, và cũng là muốn là tuyên truyền vận động những người dân chúng ta nâng cao cái văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Khởi đầu của thư viện cộng đồng của phường Chánh Lộ là tủ sách với quy mô 1.500 đầu sách, đa dạng từ nhiều đề tài kinh tế, lịch sử, văn học, văn hóa dân gian đến các ấn phẩm sách báo, có cả sách hỗ trợ học tập và kỹ năng sống dành cho các lứa tuổi. Để làm mới và phong phú đầu sách, phường Chánh Lộ đã gửi thư ngõ huy động nguồn sách từ cộng đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí xây dựng thư viện và mua sách. Nhiều người dân, có cả học sinh, sinh viên trên địa bàn phường đã chọn những cuốn sách ưng ý của mình mang đến góp cùng thư viện. Thư viện mở cửa dành cho tất cả những người đến nghiên cứu đọc sách, và cũng mở cửa mỗi ngày để tiếp nhận từ những người muốn tặng sách, lan tỏa văn hóa đọc. Bằng cái nỗ lực sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp hỗ trợ, sự ủng hộ của người dân trao tặng những cuốn sách của gia đình
Thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng được các thư viện cộng đồng. Hiện nay thì hệ thống phản sách của chúng tôi cũng đã được trên 1.500 cuốn. Và hiện nay thì cái nguồn sách cũng đang tiếp nhận thường xuyên hàng ngày của người dân gửi đến ủng hộ. Thì đó là một cái điều may mắn và một cái sự ủng hộ hết sức là lớn của người dân trong cái việc là xây dựng thư viện cộng đồng. Thư viện cộng đồng tại phường Chánh Lộ là điểm đến của những người yêu sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, mang sách đến gần hơn với nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.